vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm phát gạo cho người khó khăn trong mùa dịch. Sau khi 20 tấn gạo đã về đến nhà, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chia thành các phần quà và bắt đầu phân phát cho người đang cần. Bên cạnh các vai diễn hài hước trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm còn gây ấn tượng với tấm lòng nhân ái. Gia đình anh đã chi rất nhiều tiền cho công tác thiện nguyện, có thể kể đến như việc tặng xe cho học sinh nghèo, hỗ trợ tài chính cho đoàn lô tô, giúp đỡ anh thợ xây gà trống nuôi con. Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục có việc làm ý nghĩa trong mùa dịch. Nam diễn viên đã mua 20 tấn gạo và phân phát cho những người đang gặp khó khăn. Trên trang cá nhân, bà xã Lê Dương Bảo Lâm cập nhật tình hình hỗ trợ tại nhà. Quỳnh Quỳnh, vợ nam diễn viên hài đã đăng tải loạt ảnh mới, ghi lại quá trình trao tặng gạo tại Long Thành, Đồng Nai. Có thể thấy người dân đến nhận quà rất lịch sự, giữ khoảng cách và không chen lấn xô đẩy. Đối tượng tặng gạo của gia đình Lê Dương Bảo Lâm rất đa dạng, từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cần đều có thể đến lấy. Mọi người vui vẻ khi nhận được sự giúp đỡ thiết thực trong lúc khó khăn. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tâm sự vì tình hình dịch bệnh nên cũng nâng cao cảnh giác, thấy ít người mới dám đem ra. Cô hy vọng mọi người thông cảm, bản thân làm vậy để đảm bảo không tụ tập trong khoảng thời gian căng thẳng này, em không biết sao luôn. Cứ xem camera thấy một, hai người mới dám mở cửa, cứ lén lén thấy vắng vắng mới dám đem ra. Em cũng sợ tụ tập, mọi người thông cảm. Nơi đâu nấu cơm từ thiện cần gạo báo vợ chồng em. Mình làm sao cho khéo đảm bảo an toàn nha mọi người. Hoặc inbox riêng em nha. Chúc bình an. Quỳnh Quỳnh viết. Khán giả suýt xoa trước tấm lòng của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đến người nghèo trong mùa dịch. Bên cạnh đó, mọi người cũng đồng tình với cách làm của gia đình nam diễn viên. Làm từ thiện nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn mới đầy đủ ý nghĩa. Một số bình luận liên quan. Nhìn thấy mọi người cầm được bao gạo, niềm vui trong mắt họ thấy rõ luôn. Chị Quỳnh ơi, ấm lòng mùa dịch quá, nhớ cẩn trọng em nhé. Dịch này không chủ quan được, cần làm những tấm lòng như anh chị để người nghèo bớt khổ. Không chỉ giúp đỡ về lương thực, Lê Dương Bảo Lâm còn sẵn sàng cưu mang mảnh đời cơ nhỡ. Cách đây vài hôm, nam diễn viên chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ đã dắt díu hai đứa con thơ bỏ nhà vì người chồng thường đi đường quyền. Lê Dương Bảo Lâm xót xa tình cảnh đáng thương, chủ động mời ba mẹ con đến phòng trọ của mình tá túc qua mùa dịch. Nhân trạch gần nhà Lâm, ai thấy ba mẹ con gọi trợ lý Lâm với. Phòng trọ Lâm còn phòng, Lâm cho ba mẹ con ăn ở qua dịch. Chứ giờ không tiền, không nhà biết đi đâu, về đâu, nam diễn viên nhắn gửi khán giả. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế và công việc của nhiều gia đình. Gia đình Lê Dương Bảo Lâm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên anh vẫn rất hào sảng bỏ tiền túi ra để hỗ trợ những người khó khăn hơn. Việc làm này rất đáng trân trọng và cần được lan tỏa. Trong mùa dịch, các nghệ sĩ không thể đi quay hoặc kinh doanh, các kế hoạch bị rời lịch và điều này cũng ảnh hưởng đến kinh tế. Lê Dương Bảo Lâm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nếu ai theo dõi sẽ thấy quán quân Cười Xuyên Việt đã trích khá nhiều tiền túi trong khoảng 2 tháng qua để làm từ thiện. Anh giúp rất nhiều hoàn cảnh, từ các chị ở đoàn hát lô tô, gửi gạo, mì gói như mọi khi đến với người dân gần khu mình sống cho đến hỗ trợ nơi ở cho hoàn cảnh vô gia cư. Chia sẻ với phóng viên, anh cho hay, làm thiện nguyện vì tôi cảm thấy công việc của tôi suôn sẻ hơn trước. Hơn nữa cả hai vợ chồng đã làm từ lâu lắm rồi. Thời còn đi xe máy đi phát quà. Ví dụ những đợt nào cần tiền nhiều thì mỗi ngày đi làm về cả hai trích tiền mỗi người 1 triệu bỏ ống heo. Khi đủ số mình cần thì lấy ra dùng. Còn những đợt lẻ lẻ thì vợ tôi buôn bán nên cũng lo liệu được hết. Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, nay kinh tế tốt hơn nên vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm muốn san sẻ với nhiều hoàn cảnh kém may mắn cho cuộc sống. Anh cho biết cả hai đều thấy hiện tại đủ đầy, quãng đường còn lại chỉ muốn lo cho hai con gái và làm từ thiện nhiều hơn.